thẳng đến gặp gặp với ngã tư, em vẫn đi qua ngã tư thẳng. Vâng. Nó rõ ràng nó thay đổi cái cách mà mình lái xe đúng không anh? Một chút tiền để trải nghiệm cuộc sống. Đúng rồi. Đúng rồi, dùng anh cái này. Ok cái, anh. Một chút tiền nhé. Trải nghiệm. Để trải nghiệm cuộc sống. Tháng 11 vừa qua, đoàn công tác của GoTech đã có dịp về với Nghệ An, mảnh đất kiên trung, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tới thăm và làm việc với ô tô Ngọc Hà, đối tác chiến lược quan trọng của thương hiệu GoTech tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với 15 năm thành lập và phát triển, đến nay, ô tô Ngọc Hà đã xây dựng được hệ thống cơ sở hiện đại, tọa lạc tại trung tâm thành phố Vinh, có diện tích 2.200m2, với đầy đủ các thiết bị, phụ tùng dành cho ô tô theo đúng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015. Đến với ô tô Ngọc Hà, ấn tượng đầu tiên chính là sự tận tâm, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm ở mỗi cán bộ công nhân viên. Với phương châm, lấy chữ tín làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm, ô tô Ngọc Hà luôn mong muốn sẽ khiến cho mỗi chiếc xe của khách hàng trở nên tiện nghi, sang trọng, an toàn hơn. Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá, đo lường khách quan sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm thiết bị ô tô thông minh GoTech, ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã quyết định bắt tay hợp tác chiến lược với mục tiêu sẽ là đơn vị phân phối mạnh mẽ các sản phẩm của GoTech. Trong lễ ký kết, lãnh đạo hai doanh nghiệp một lần nữa có những trao đổi thẳng thắn về chiến lược phát triển cũng như mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để cùng tiến tới thống nhất những hạng mục hợp tác. Theo đó, ô tô Ngọc Hà sẽ là đơn vị phân phối, lắp đặt một loạt các dòng sản phẩm thiết bị ô tô thông minh mang thương hiệu GoTech như màn hình ô tô thông minh, camera hành trình, camera lùi, cảm biến áp suất lốp. Về phía lãnh đạo ô tô Ngọc Hà cũng khẳng định, việc hợp tác là bước đi đúng đắn và kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp ngày càng khởi sắc. Đại diện phía GoTech bày tỏ sự vui mừng vì nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của ô tô Ngọc Hà và cam kết sẽ luôn đồng hành, trân trọng thiện chí hợp tác của ô tô Ngọc Hà đã dành cho GoTech. Sự hợp tác lần này không chỉ là cơ sở để hai bên kết nối phát huy thế mạnh, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, mà còn là cơ hội để người tiêu dùng tại Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung tiếp cận được với những sản phẩm thiết bị ô tô thông minh chất lượng và có giá trị cao. GoTech là một trong những đơn vị sản xuất cung cấp các thiết bị ô tô thông minh có chất lượng và uy tín trên thị trường. Hơn nữa, GoTech còn mang tới cho khách hàng sự hài lòng khi trải nghiệm và sử dụng sản phẩm dịch vụ. Tôi biết rằng Ngọc Hà là một trong những cái đơn vị có cái chứng chỉ ISO về quản lý chất lượng cũng như là có cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự rất là hùng mạnh. Chúng tôi nhận thấy GoTech là một đơn vị có chiến lược phát triển rõ ràng và lâu dài. Thì ô tô Ngọc Hà tin tưởng rằng GoTech sẽ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tôi tin tưởng rằng việc hợp tác giữa GoTech với Ngọc Hà là một cái bước đột phá để mà thương hiệu GoTech có thể khẳng định được vị thế trên thị trường. Bên cạnh đó thì GoTech còn đầu tư mạnh mẽ vào công tác truyền thông, hỗ trợ đại lý như về kỹ thuật, về marketing. Cái sự hỗ trợ ở GoTech chính là cái lý do mà Ngọc Hà đã quyết định lựa chọn hợp tác với GoTech. Từ sự cam kết của GoTech về chất lượng sản phẩm cũng như là các cái dịch vụ hỗ trợ và luôn đồng hành với ô tô Ngọc Hà thì chính điều này đã thuyết phục chúng tôi trở thành đại lý kim cương của GoTech. Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược và hợp đồng kim cương giữa hai đơn vị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Giám đốc điều hành GoTech cũng tận tay trao bằng chứng nhận đại lý kim cương cho giám đốc ô tô Ngọc Hà. Đây sẽ là biểu tượng quan trọng thể hiện sự hợp tác bền chặt và tốt đẹp giữa hai doanh nghiệp.